Xin chào các bạn. Xin và các bạn đang đứng ở dưới chân tượng đài Hoàng Văn Thụ. Bây giờ ở dưới chân tượng đài có một cặp đôi, hai chị rất là xinh. Chúng ta sẽ cùng nghe nhé. Chúng ta sẽ các chị hát. Hai chị này rất là xinh, hát hay. Mời các bạn cùng nghe nhá. Hello.
kia là bố sư Yeah.
thì tôi sẽ cho bé trai áo nón mà đi áo nón cười lắm.
Quay thế này sau này nó ra TV. Quay là gì nhiều thứ. Không phải thí gì luôn. Quay chân một phát là một máy rơi á. Không rơi đâu. Thế là được không? Ai nhà ta thế mà không? Thế là được không?
Thank you.
Bye.
mô nhỏ để phê lá tôi ư ra ư. Thưa các bạn, như vậy là cặp đôi này đã tạm biệt, bắt tay nhau rồi. Cảm ơn các bạn đã xem video. Xin tạm biệt các bạn nhé.